Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà, cô chú, anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là quý vị khi mà có xem video, hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, thì hôm nay, ngày 26 Tây Tháng Giêng 2024, sắp sửa cuối tuần đó quý vị. Một cái tuần mới cũng sắp hết là cũng chuẩn bị, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán hả quý vị. Thì để mở đầu cho video, mời tất cả khán giả chúng ta cùng nghe lại một đoạn vọng cổ ngắn trong cái MV mới về Việt Nam quê hương ngày Tết của Cường, được khán giả chia sẻ trong Hồ Văn Cường fan club đó quý vị. Một đoạn ngắn hả quý vị, để chúng ta nhớ là vẫn còn một cái sản phẩm trên kênh của Cường, một cái MV xuân mà khán giả, người hâm mộ trong ngoài nước và FC Xanh Đọt Chuối đó nhớ tập trung, luôn luôn cày view liên tục để giúp cho cái bài hát này lên top cao hơn, cán mốc triệu view nhanh hơn hả quý vị. Phải nói cái hình ảnh cái MV rất đẹp quý vị, quay rất là đẹp luôn đó quý vị, ngoại cảnh trang phục hình ảnh mà Cường cười cũng rất là tươi đó quý vị. Xem đoạn ngắn là cười ha quý vị, để chúng ta nhớ là Cường có một cái ca khúc xuân rất đặc biệt trong cái năm 2024, vừa tân cổ mà vừa có tân nhạc trong đó để chào đón cái ngày Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của Việt Nam đó quý vị, để khán giả chúng ta cùng chung tay ủng hộ cho ca khúc này nhanh nhất cán mốc triệu view và lên top cao hả quý vị. Thì đến thời điểm hiện tại thì ca khúc Việt Nam quê hương ngày Tết đã qua mốc 500.000 lượt xem rồi đó quý vị, chỉ còn nửa đường nữa thôi thì cái bài hát này sẽ cán mốc triệu view, mà đây tới cái sự kiện mùng 3 Tết cũng còn khá là xa, khoảng chừng gần 20 ngày rồi quý vị. Nên tất cả cô chú anh chị khán giả của mình á, bây giờ trong lúc rảnh tay nhớ cài trên máy tính thì chúng ta sử dụng nhiều cái trình duyệt, điện thoại thì nghe liên tục 5-6 lần xóa lịch sử rồi chúng ta xem lại hết quý vị, cũng như like và comment trong cái MV của Cường để 50% còn lại là cán mốc triệu view, là món quà đặc biệt dành tặng cho Cường trong cái sự kiện khai xuân Tết Nguyên Đán của Xuân Ba Miền sắp tới ha quý vị. Dạ thì mở đầu cho video, khán giả mình vừa nghe đê mê với một đoạn tân cổ trong cái MV của Cường. Rồi bây giờ mời tất cả khán giả mình sẽ cùng nhau xem một cái hình ảnh đẹp trong ngày hôm nay, được khán giả, được FC đặc biệt nhất đó là cô Violet Art đó quý vị. Mỗi ngày đều tạo ra một cái ảnh mới để lan tỏa như một cái thông điệp chia sẻ đến tất cả khán giả của mình, đó là lịch ngày nha quý vị. Thứ sáu ngày 26 tháng Giêng, 16 tháng 12 âm lịch năm 2024. Cái poster background phía sau là cây táo hay là cây lựu hả quý vị? Hãy nhìn thấy thì giống trái lựu hơn mà không biết có đúng hay không nha quý vị. Và cái hình ảnh của Cường được cô chia sẻ, cô tạo ra cái phông nền trên cái tờ lịch ngày đó quý vị, ngày hôm nay 26 Tây. Một cái thông điệp để mà cho khán giả chúng ta luôn luôn nhớ đó quý vị, là hình ảnh của Cường được nhìn thấy mỗi ngày trên cái tờ lịch mà cô thiết kế, rồi trong các group mà cô chia sẻ để khán giả luôn luôn đồng hành cùng với Cường trên khắp mọi nẻo đường đó quý vị. Cô Violet cũng rất là khéo đó quý vị, cô chia sẻ cái lịch tờ để chủ yếu là cho khán giả chúng ta được xem nè, cũng như để lan tỏa mỗi ngày hình ảnh của Cường đến với khán giả, đến với FC, mà cũng có nhiều khán giả thấy rất là đẹp đó quý vị, rất là thích. Thậm chí là có khán giả hỏi là cái này cô có tạo ra để mà bán không, đặt mua đó quý vị, mà cô cũng có chia sẻ là cô chỉ làm để mà chia sẻ cho khán giả chúng ta được ngắm, được nhìn Cường hiệu ứng tích cực mỗi ngày tốt đó quý vị, chứ không phải là cô chia sẻ để bán gì cả đó quý vị. Và hôm nay thì Hải cũng có một cái hình ảnh cũng như có một cái đoạn video ngắn quý vị, được trích lại từ bên của ca nhạc sĩ Sơn Hà đó quý vị. Thì quý vị cũng biết là ca nhạc sĩ Sơn Hà cũng vừa sáng tác ra một cái MV xuân cũng rất là hay đó quý vị, trên kênh YouTube của mình. Và ngoài việc là sáng tác nhạc nè, cũng như là ra những cái MV, những cái bài hát đến với khán giả người hâm mộ đó, thì ca nhạc sĩ Sơn Hà cũng luôn có những cái thời gian dành riêng
để mà đi từ thiện giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Hãy cũng thấy được trên Hồ Văn Cường Fan Club ngày hôm nay đó quý vị, một vị khán giả cũng có chia sẻ một cái đoạn clip ngắn khi mà ca sĩ nhạc sĩ Sơn Hà đó đi từ thiện, thì quý vị biết là trong đó thì có sự đóng góp của nhân vật nào nữa không quý vị? Đó chính là ca sĩ Hồ Văn Cường đó quý vị. Thì trên cái hình ảnh khán giả mình cũng xem đó những cái phần quà mà ca nhạc sĩ Sơn Hà gửi tặng cho những hoàn cảnh đó, thì bên cạnh đó quý vị cũng thấy cái dòng chữ là ca sĩ Hồ Văn Cường 20 triệu đồng đó quý vị. Có cả cái đoạn clip nhắc thẳng tên luôn. Nhưng mà hãy không có để ở đây hết quý vị, chúng ta nhìn hình cũng biết rồi hết quý vị. Nếu như mà khán giả chúng ta mà có theo dõi cái kênh của ca nhạc sĩ Sơn Hà thì hầu như khán giả VFC sẽ biết cái điều này hết quý vị. Một cái việc làm rất ý nghĩa hết quý vị, của Cường, của ca nhạc sĩ Sơn Hà cũng như là nhiều nghệ sĩ khác nữa quý vị, cùng chung tay làm một cái hành động tự bỏ cái tài khoản riêng của mình nha quý vị, để mà chung tay giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa Tết này, để giúp cho những người đó có một cái Tết gọi là đoàn viên hơn, ấm cúng hơn đó quý vị. Quý vị thấy Cường nhà ta idol của nhà xanh đọt chuối, với cái tinh thần cùng nhau hỗ trợ tương thân tương ái cho nhau hả quý vị, một cái đức tính phải nói là rất cao đẹp, rất là quý ha quý vị. Và hôm nay thì hãy cũng có thấy được cái sân khấu trống đồng của khán giả có chia sẻ đó quý vị, để mà đón chào cái sự kiện tới vào ngày mùng 4 Tết đó quý vị ở sân khấu trống đồng. Thì cái sự kiện trống đồng này Cường cũng đã từng hát, hãy nhớ là có một cái bài Xuân Cường mặc cái áo màu vàng, mấy năm trước rồi quý vị, năm 2019 Cường hát với vũ đoàn trong một cái bài Xuân rất là hay ở sân khấu trống đồng này đó quý vị, một cái sân khấu rất là lớn và phải nói cũng rất là rộng rãi ngoài trời đó quý vị. Hình ảnh mà khán giả mình đang xem đó quý vị phải nói là rất là rộng lớn luôn quý vị, xem lướt qua những cái hình ảnh đó quý vị, đây là sân khấu ca nhạc trống đồng ở phường Bến Thành của quận Nhất đó quý vị, nơi mà Cường sẽ chuẩn bị trình diễn trong cái ngày mùng 4 Tết tới ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nói đến cái sự kiện tour xuân sắp tới của Cường thì hãy cũng xin cập nhật tiếp tục nha quý vị, là sự kiện tới ở Cần Thơ nè, ở Đà Nẵng nè và ở Hà Nội đó thì vé vẫn còn, cho nên khán giả mình cũng nhanh tay đặt vé để mà đồng hành cùng với Cường du xuân nha quý vị. Hãy cũng xin cập nhật luôn cái tình hình vé của Cần Thơ đến thời điểm này nha quý vị. Hôm nay thì hãy mở lên được rồi. Thì mùng 3 Tết ở Sheraton Cần Thơ và ca sĩ khách mời Nguyễn Kiều Quanh. Và trên hình ảnh thì khán giả mình cũng đang xem ha. Vé thì hôm nay phải nói là vé tím giật cũng rất là nhiều, vé xanh cũng vậy quý vị. Vé vàng thì giật một số vé thì cũng còn hiện tại khoảng chừng 100 mấy gần 200 vé nữa quý vị. Nói chung là cũng còn nhiều đó quý vị, 100 mấy gần 200 lận, nên khán giả mình nếu mà chưa có vé thì chúng ta nhanh tay chúng ta đặt vé hả quý vị để du xuân ở miền Tây thành phố Cần Thơ. Rồi kế tiếp đó là sự kiện ở Đà Nẵng ngày mùng 5 Tết Veranda của thành phố Đà Nẵng, ca sĩ khách mời là ca sĩ Lý Minh Trí hả quý vị. Ở Đà Nẵng thì thời điểm này thì cũng giật được một số vé thôi quý vị, chứ không gọi là nhiều. Vé tím cũng giật được một số rồi thì cũng còn chừng hơn 200 vé, cũng còn là nhiều đó quý vị. Sự kiện Đà Nẵng này thì mong khán giả cũng đồng hành nhanh nhanh ủng hộ cho cái show này nha quý vị. Tại vì hãy thấy cái sự kiện Đà Nẵng thì bán vé nó hơi chậm hơn so với sự kiện khác. Nhanh nhất là hãy thấy là cái sự kiện ở Hà Nội đó quý vị, mùng 6 Tết Son 8, ca sĩ khách mời là ca sĩ Thu Ba. Hình ảnh thì khán giả chúng ta cũng thấy thì hiện tại là còn khoảng chừng 35 vé quý vị. Tức là hôm nay hãy nhìn thấy là hình như là bên phía của May có tăng cường thêm vé của Hà Nội thì phải quý vị. Ở những cái tập trước thì chúng ta thấy còn có 32, 33 vé gì hà. Cái vé vàng hầu như là còn rất là ít, chứ nó không còn dài gì đâu. Hầu như là có thể là tăng cường thêm một số vé đó quý vị. Cho nên cái sự kiện này hãy thấy cái vé vàng ở phía trên nó còn hơi nhiều nè, là có thể là tăng cường thêm ghế để mà đáp ứng cho khán giả, cho người hâm mộ của cả hai ca sĩ đó quý vị. Thì ba sự kiện vé vẫn còn, khán giả của mình nếu mà ai chưa có vé, một liên hệ trực tiếp với bên phía của May, hai là liên hệ bên FC để chúng ta đặt một vé đồng hành du xuân cùng với Cường ở khắp ba miền Bắc Trung Nam để có một cái kỷ niệm đặc biệt trong mùa xuân 2024 này nha quý vị. Hãy cũng rất là cảm ơn tất cả khán giả, cô chú anh chị đã dành thời gian và xem video đến thời điểm này. Hãy kính chúc cho tất cả quý vị luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cho phép hãy được dừng video tại đây. Nếu như mà có những cái thông tin nào mới đó thì hãy sẽ lập tức cập nhật để mà chia sẻ đến tất cả quý vị. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ. À.